Này này, cô làm cái gì đây? Muốn giải quyết nhu cầu thì đi vào phòng vệ sinh nhá. Nhà vệ sinh trong kia kìa. Đừng qua đây tung váy tung quần gì cả. Này bậy nha, bậy nha. Đằng này không có nhu cầu giải quyết vật chất với đằng ấy nhá. Đi chỗ khác. Đây, tôi bảo tôi không nhu cầu mà. Đây. Thấy cô cũng nhiệt tình cung cấp dịch vụ, thế nên là tôi cũng... Cái gì đây? Cứu tôi với. Cô gặp nạn à? Cô nói đi, chuyện này là sao? Cô bị cầm á? Sao cô không nói với tôi ngay từ đầu luôn? Chị ơi! Cô em gái của chị đây rồi. Chị gọi em mãi đấy. Chị, em bị làm sao thế? Em có biết là chị gọi em đi tìm em nãy giờ không? Đứng in rồi về nhà với chị nhá. Này, từ từ đã. Cô là gì với chị? À, tôi là chị gái của chị. Mà câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh là ai đấy? Thì tôi là người đi đường thôi. Tôi đi ngang qua thì thấy cô này cô ấy liên tục hoảng loạn ra hiệu cầu cứu ấy, nên tôi mới để ý. Thì đúng rồi. Khổ thân, em gái của tôi đầu óc nó có vấn đề, đầu nó có điện đấy, nó bị thần kinh. Nếu mà em gái của tôi có làm phiền anh ý, thì cho tôi xin lỗi nhá. Chị, đi về. Đi về. Này, lại lên cơn rồi à em? Về nhà chị cho uống nhá. Đi. Từ từ. Này. Căn nhà này rồi, mình phải lần theo dấu vết chúng nó mới được. Mày gan thật đấy, hôm nay còn bày đặt bỏ trốn cơ. Tao nói cho mày biết, nếu mà còn lần sau ấy, tao cho mày quay chân khỏi chạy đi đấy. Uống cái này vào rồi đi ngủ. Tao bảo mày uống ấy. Mày chán sống rồi à? Mày ở yên đấy. Tí tao vào tao nói chuyện mày. Cô không sao nhá. Tôi sẽ giải cứu cô. Đi. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tỉnh rồi à trai đẹp? Cô biết nói à? Không những biết nói mà tôi còn biết lừa mấy thằng đầu đất như anh đấy. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Các người muốn làm gì tôi hả? Thả tôi ra! Ngoài tài sản ra ấy, thì anh còn cái đinh gì nữa? Bây giờ có muôn kiểu đảo đấy trai đẹp ạ. Anh nghĩ sao mà từ trên trời rơi xuống những cô em xinh mơn mở để cho anh làm anh hùng? Mơ đi baby ạ. Chúng tôi chỉ muốn lột sạch vàng bạc từ anh thôi. Cô định lột sạch vàng bạc của tôi xong thì cô định làm gì? Thì cho anh chơi với cá chứ sao nữa. Em xin hai chị đấy chị ơi. Em vẫn còn giai tân ý. Cả đời này em chưa hại ai bao giờ cả. Các chị tha cho em nữa. Thực ra cũng muốn tha cho lắm đấy. Nhưng ai bảo anh đeo cái vòng bạc to như thế này lại làm chúng tôi được thèm khát. Trời ơi, cứu tôi với, có ai cứu tôi không? Tôi gặp phải ai yêu nữa rồi, cứu tôi với. Thích la làng à? La to lên, la to nữa lên. Sẽ có đứa nào đến giải cứu mày không? Chi, mày lục hết tất cả vàng bạc của nó là tao. Sau đấy trích cho nó một phát, thả trôi sông luôn. Không, các cô làm như thế là tội nặng lắm đấy. Đừng, tôi xin hai người. Sợ quá. Mày làm như chúng tao ngán lắm ấy. Đúng. Hai cô hàng án là đúng đấy. Vì các cô sắp tôi đời rồi. Vào đi. Đây. Đừng vào đi bắt. Các anh là ai? Thả chúng tôi ra. Anh là ai? Cũng may hai người kịp giở hết trò ra. Nếu không chúng tôi cũng có đầy đủ bằng chứng để tố cáo hai người. Anh ơi, anh cứu em với, anh cứu em với ạ. À.
Mày đang bận lắm. Anh. Thế em có việc gì để anh giúp? Anh ơi, có thằng nó đang đuổi theo em anh ạ. Thằng nào làm gì em? Em nói cho anh là anh sống nó luôn. Thằng nào? Đâu? Anh ơi, nhưng mà bây giờ anh với em vào cái chỗ nào kín kín được không? Để em trốn nó với. Vào chỗ kín kín nữa. Ui, anh để chỗ kín đi. Vào đây, đây. Đi đây, đây, vào đây này. Đấy, vào đây là kín lắm đây em ạ. À. Lại thêm một con mồi nữa sập bẫy rồi. Này, anh không sao chứ? Này, để thoát hai con yêu đương nữa rồi. Giờ phải làm sao anh? Phải vào hang cọp mới bắt được cọp con. Này, mau gọi cấp cứu cho nạn nhân đi. Các anh tha chúng em đi. Hôm nay là ngày đầu tiên em theo chị này học nghề thôi ạ. À. Em không biết gì hết ạ. À. Anh ơi, em xin anh đây. Anh tha cho bọn em đi ạ. À. Bọn em cũng chỉ vì miếng cơm anh áo thôi ạ. À. Đúng rồi đấy, bọn em là thân con gái thôi. Anh tha cho bọn em đi. Bọn em đội ơn anh suốt đời ạ. À. Tôi cảnh báo hai người, hai người vẫn còn nhỏ nhơ lắm cơ mà. Để bây giờ sắp ngồi tù rồi. Hai người mới biết sợ à? Anh ơi, em xin anh đấy. Từ bây giờ bọn em sẽ là người tử tế ạ. À. Các cô dành mấy lời xin bớt ấy cho người khác đi. Và bây giờ dẫn hai người này về quy án. Anh ơi, xin anh đây, anh ơi.